Rồi bà đứng lên coi, quay vòng coi. Được chưa? Gì vậy? Thấy giờ anh bữa nay ngon không? Gì vậy? Ủa cái đầm này bà mua hồi nào tôi không thấy. Trời ơi, mua 2 tháng rồi. Gì vậy? Lúa đợt này sâu lá quá trời ta. Nó kêu mấy thằng để nó xịt mới được. Cái này lúa công nhận nó đều gan mà dày quá, hơi bị sâu lá. Đấy, chiều nay kêu nó xịt sâu lá. Ồ. Anh cơm nước nấu ghê chưa? Cơm nước gì giờ này? Ê, bữa này á. Ủa đi đâu hả? Anh nấu đủ mình ăn, anh ăn đi nha. Anh đi sinh nhật với của bạn em á. Đi sinh nhật hả? Em về hơi trễ. Sinh nhật thì sinh nhật thì về ăn cơm bình thường, cái gì đâu mà trễ như sao? Trễ rồi hết sức nào mà anh đợi. Nấu cơm mà ăn trước đi. Em đi ăn sinh nhật ngõ bạn. Rồi em tranh thủ em về. Thì đi về về thì cơm nước tôi cũng nấu sẵn rồi đợi đó. Dạ, có về sớm nha. Ừ, anh coi bắt cơm đi. Ừ. Rồi đợi em về ăn nha. Thì biết rồi đó, nhà anh lên cơm nước thì anh lo hết rồi, chịu đi sạch ba cái lúa đó nè, coi tranh thủ về sớm đó nha. Em biết thịt em mua em để trống đó. Rồi anh kho đi. Mà quên, trời trời ơi. Làm sớm giờ á, quải cái bị mà quên thay đồ. Thay đồ chứ, đồ đó bận được rồi đó, mà đi thay gì nữa. Đồ này mà ăn sinh nhật chi. Trời ơi, đi ăn sinh nhật mà không phải đi ăn mà đám cưới đám tiệc gì đâu mà sợ. Thằng lao không. Thôi nha, em đi nha, để em vô em thay đồ. Rồi nấu cơm chứ lấy miếng thịt đó kho nha. Em đi à. Thì đi đi đi. Không cái gì. Để tôi vô mà tôi cũng đi mà lấy thịt đi kho nữa nè. Cái gì đâu mà đi sinh nhật. Sáng giờ đâu mà không. Giờ này 5-6 giờ chiều rồi mà chưa thấy về nữa. Đi giữ thằng ông. Cơm nước về nấu để sẵn hết trơn à. Giờ chín hết trơn à. Bây giờ không gì ăn uống. Đi gì đâu mà ngày nào không đi chứ. Năm bữa cái đi đám giỗ, ba bữa cái đi đám cưới, hai bữa cái đi tăng gia. Chịch đi chịch đi. Còn con cái đám mà không đi à. Nó ma là không đi à. Thiệt tình. Không lẽ mình giờ vợ con rồi có hai vợ chồng ở nhà, không lẽ bới cơm rồi ăn riêng. Tình á. Gì đâu mà. Đi gì đâu mà sáng giờ tỉnh 6-7 tiếng đồng hồ rồi. Cơm nước thì chín hết rồi, sẵn sàng hết rồi. Không thấy mặt thấy mày chứ. Chứ ngày về ha, biết tay thôi. Mày đi ra ngoài không ra đi. Đi với thằng này thằng nọ nha. Biết tình đi. Chán vợ con gì đâu rồi. Ngập luôn. Cơm nước giờ chín hết trơn rồi. Nóng. Ôi, đầy sớm giờ thì tình. Về nè. Em. Để lâu không? Để lâu không? Ôi. Đi từ ngoài á là nó đã có mùi thơm rồi. Để đâu có lâu rồi, từ chú chồng tới chú chỗ. Chồng em khéo dữ coi. Để gì ăn cơm nè. Ung cái gì mà không? Dạ ăn cơm nước gì mà đi gì sao mà lâu chứ hả? Em hồi em đi có 4 tiếng hồ mà giờ chạy ra tới 6-7 tiếng rồi đó. Trời ơi, gặp mấy người bạn hồi xưa. Thì chung á chung trường hồi đó đó rồi bây giờ cái thế nó kêu rồi mà ngồi xuống rồi làm gì đứng hoài vậy. Nó kêu á em á hồi uống nước với nó cái hai về lâu ngày á bạn bè mới gặp lại rồi đi có ai rước không thì đi taxi về ai đâu rước. Anh thử rồi uống bia nè uống có hai lon hả thì có cái mùi biết luôn. Đi uống bia. Bởi mà vô vô trọng uống bia mà gặp này kia lén phán là tới công chuyện với tôi à. Có thằng nào đâu tào lao. Đó giờ có thấy có thằng nào không? Rồi bà đứng lên coi.
quay vòng coi. Được chưa? Gì vậy? Thấy vợ anh bữa nay ngon không? Gì vậy? Ủa cái đầm này bà mua hồi nào tôi không thấy. Trời ơi, mua 2 tháng rồi. Cái gì vậy? Trời! Cái gì vậy? Cái gì mà nó đỏ lòng quá? Cái gì đó? Bị ướt nhẹp kìa. Ướt hả? Trời ơi, trời ơi, kéo xuống người ta đi ruộng người ta thấy. À chắc chiếc bia nó đổ đó. Mặn ăn nhưng mà chi cũng Bia. Ủa? Bia sao nó đổ? Đổ ở trong. Thì giống như ngồi gì nè. Rồi cái nội nè. Thì nó đổ chứ có gì đâu. Mà bữa nay tôi giờ thấy nó khác hơn mọi ngày nha. Rồi sao? Làm như nó hơi chinh á. Tào lao. Chinh gì mà chinh. Hôm nay bà ngồi taxi ngồi ghế đứng hay ghế nằm? Không có ghế ịn hả? Taxi sao có ghế ịn? Thấy nó hơi sai sai sao? Chinh chinh. Chinh gì không? Có ăn cơm chưa? Đại gì ăn nè, giờ ngủ ngắt hết rồi, mắt đem hâm lên nữa. Đi hâm lại đi, đem hâm lại cho. Thôi, thôi chị ơi, chị ngồi đây luôn đi. Để tôi đi hâm cho. Có còn nhiều quá. Tốt quá ta. Cũng mấy nữa. Hâm lại lẹ đi nha. Ông nội này, ở đâu mà bữa nay giờ mới tới trong đây vậy trời. Hên là không bị phát hiện đó. Mày mốt kỹ lưỡng như sức lượng được. Mẹ đâu mà giờ chân tới miếng đất xéo này tướng. Mẹ đâu mà giờ chân tới miếng đất xéo này tướng. Trong đây mà còn thấy. Không lẽ đi anh ơi. Chị ơi, trời ơi, gặp chị đây. Gì vậy, gì thở gì hả? Mệt quá. Ủa sao thở lại đây chị hả? Cho em thở cái. Bình tĩnh chưa? Bình tĩnh. Mình đây, mình gọi mình đến. Em đi kiếm chị hồi nãy tới giờ. Kiếm chị làm chi? Hồi nãy chị trả tiền xe em rồi mà. Chị trả rồi. Nãy còn dư tiền chị còn cho em nữa mà. Chị nãy bạn chị bo em đó. Dạ. Hả? Rồi. Có gì hả? Không. Có gì? Chị hồi nãy chị ngồi trên xe á. Chị bỏ quên cái bọc đồ. Mày không biết cái gì nữa, nãy giờ em dám mở ra cái gì vuông nè. Ôi, nãy chị tính bỏ quên thì bỏ rồi đó. Chị bỏ quên thì cho luôn đó. Cho em luôn hả? Chị bỏ rồi. Ôi, đồ im mà, không? Tụi nghiệp không, hồi nãy chạy bao nhiêu km rồi mà đảo lại đi. Em chạy tới Châu Thành đi chứ á. Ủa chứ rồi mà còn quay lại. Bởi vì em thấy anh với chị tốt quá rồi bo tiền cho em, em đem đồ anh trả nè. Trời ơi, chị thì tính ấy thì bỏ cho em luôn đó chứ. Gì hả? Em đâu biết đâu. Nghiệp không? Em có số điện thoại, em điện chị, em khỏi đảo lại. 11 chị có tiền nữa chị còn tiền cho. Gì hả? Thôi, cái này chị tính là cho em đó. Gì hả? Đem lại chi nữa mất công không? Chị đang ăn cơm hả? Không có bao nhiêu tiền chứ á, chưa chuẩn bị ăn không à? Cho em cục thịt được không? Xin thịt hả? Xin thịt. Ừ, lấy đi. Cho em cục ha. Trời ơi, xin cục thịt. Thôi sáng giờ chưa ăn gì nha. Thôi, cho em vậy thôi, em cảm ơn chị nha. Chị cho em đó. Thôi, em đi về nha. Này em ơi. Ủa cô này ai cho đồ gì hả? Taxi. Taxi hả? Taxi hồi nãy đó em. Nhờ chị cho em mày. À. Đồ mua không tốn tiền hay gì mà chó. Có nhiêu tiền đâu chó đi. Cho em mà. Cho cái gì mà chó, để coi cái đồ có giá trị không mà chó. Sao mà chị, sao nãy anh kia nhìn cao ráo đẹp trai. Em đi về đi, vậy đi. Cái gì? Không. Không có vậy, không có vậy. Cái gì cao ráo đẹp trai? Nãy anh kia cao ráo đẹp trai á, sao anh này nhìn. Cái này là chồng chị. Hồi nãy là bạn chị, cái này là chồng chị. Hàng chi nhìn bạn nào? Bạn học. Rồi bạn học ở đâu đó? Thì cái gì? Chung xe. Mướn chung xe cho nó rẻ tiền. Năm đứa lận. Thôi vậy thôi em về nha. Hàng chi trai này mập ù uống nu à. Ê trời. Hả? Cái này cái gì đây? Cái này em mua để cho hai chồng mình xài.
Ê, em mua đi, hai chồng mình xài để mua bao cao su làm gì? Để em thử bông bông cho anh. Cái này hả? Nè, cái đầu nữa nè, còn bao nhiêu chỗ trống nữa mà cấm lên hết luôn đi. Trời ơi, trời trời, con vợ báo rồi. Báo rồi. Ra ngoài quái tình ha, hơi bút hả, bỏ ở nhà luôn cho tao nha, hơi bút không.